trong khi nhiều người tốn tiền triệu mua mỹ phẩm mà da vẫn không mịn màng. Mới đây, hiện tượng mạng vài năm trở lại đây, Khá Bảnh đã bất ngờ xuất hiện trong trailer của sóng truyền hình Quốc hội. Anh sẽ có buổi tâm sự trải lòng về đằng sau song sắt của mình trong quãng thời gian vừa rồi sẽ được chiếu Full HD vào ngày mai 11 tháng 8. Ngoài ra, việc lâu lắm rồi, cư dân mạng mới được nhìn thấy hình ảnh của Khá Bảnh thì một thứ mà nhiều người rất quan tâm đó là da mặt của Bảnh. Mặc dù ở sau song sắt hơn 3 năm nay, không skincare hay dùng mỹ phẩm nào nhưng da mặt của Khá Bảnh vẫn rất trắng mịn, không nổi một cục mụn khiến cho nhiều chị em chỉ biết ước. Vì dù đã tốn tiền triệu cho mỹ phẩm nhưng da mặt cũng không thể đẹp bằng Khá khi đang ở trong tù. Một giả thuyết được đưa ra rất có thể cơm nhà nước chính là bí quyết. Nhưng thật ra vào đó được ngủ đúng giờ, ăn đúng bữa, không phải thức đêm hóng drama thì việc da đẹp là lẽ đương nhiên.